cái gì? đại từ nhân danh và Đại đại từ từ sở nhân hữu vậy. xưng và đại từ sở hữu. Đấy. À, hồi trước chúng ta đã xem kỹ rồi. Đại từ nhân xưng của chúng ta ở đây chúng ta đã biết hai định dạng, đó là ở cách 1 và ở cách 4. Thế còn đây là định dạng của đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu của chúng ta thì nó đi với danh từ nhé. Nó đi với danh từ. Thế và gì nào? À, đại từ sở hữu là để mở rộng cho danh từ. Ý nói rằng là danh từ dom là ngôi nhà, vậy sẽ trả lời cho hỏi ngôi nhà của ai? Quyển sách của ai? Đúng không nào đấy? À, đúng không? À, đó, thế rồi gì nữa nào? À, cái áo dài của ai? À, đó. Thế thì đại từ sở hữu của chúng ta hiểu rằng đó là một trong những thành phần để mở rộng cho danh từ, làm rõ nghĩa cho cái danh từ đó đấy, đặc vật đó, nó rõ ràng là như vậy. À, đó. Thế vậy thì chúng ta có bốn định dạng của một đại từ sở hữu. Đó là gì? Bốn định dạng gì nào? Định dạng những định dạng gì nào của đại từ sở hữu nào? À, đại từ sở hữu của chúng ta ở đây một định dạng, chúng ta có đại từ sở hữu môi thì nó sẽ bốn định dạng, đó là môi, maya, mayo, mayi, được chưa? Đấy, đúng không? Đúng không nào? Đấy, thì đấy mới gọi là một định dạng, nhưng mà tức là gì? Một cái đại từ này nhưng mà sẽ có bốn cái định dạng khác nhau. Thế bốn định dạng này khác nhau nó là cái gì đấy? Tại sao nó khác nhau? Dùng Hả? được phần trái dùng chung và suy nghèo ôn an tháng an cố an cố Đấy là đây là gì? Môi là nó đi với danh từ giống đực, dùng được dùng được em chưa? vậy Maya nó đi với danh từ giống cái, Mayo đi với danh từ giống chung, và Mai y đi với danh từ số nhiều, đúng không? Đấy, tương tự như vậy chúng ta sẽ có định dạng từ vôi sang cái định dạng khác là gì nào? Từ vôi, vaya vayo từ vaya, từ vayo vayo, từ vayi, như thế nào đấy? Nash đó là lasha định dạng giống đực, lasha Nashi, đúng rồi. Vash, Vasa vasa vasi Vashi, đúng như là đấy đó. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem đó là bốn đại từ sở hữu biến đổi. Tại sao còn nó là đại từ sở hữu biến đổi? Bởi vì có đại từ không biến đổi, được chưa? Bốn đại từ biến đổi đó là evo, io và ich, đúng chưa? Đấy, bốn đại từ này thì lúc nào nó cũng như thế, nó không hề biến đổi, và nó thậm chí nó còn vô tình nó trùng lặp với lại đại từ nhân xưng ở cách 4. À, thế chưa nào đấy? Evo, io, ich ở đây chúng ta thấy nói đây là gì nào? Nếu mà mình nói là evo, io, ich thì chúng ta sẽ không biết đó là nhân xưng hay là sở hữu, nếu như nó không đứng trong câu, em chưa? Đó, thế cho nên là ở đây là vô tình là chúng trùng lặp với nhau nhé. Đó. À, thế cho nên là ở đây chúng ta có thể nói là gì nào? À, khi mà chúng ta làm việc với đại từ nhân xưng thì chúng ta sẽ biết rằng đó là các định dạng evo, io, ich. Nhưng khi chúng ta làm việc cái đại từ sở hữu thì cũng có thể có ba cái định dạng này, đó là ba cái định dạng đại từ sở hữu không đổi, đó là của anh ấy, của cô ấy và của họ. Các bạn nhớ như vậy nhé, chúng ta nhớ chưa nào? Đấy là số. À, đó là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ôn xong đại từ sở hữu. Bây giờ chúng ta quay trở lại với bài học của chúng ta. Trong bài học này hôm trước chúng ta đã cùng nhau xem đó là các định dạng với gì, các đại từ nhân xưng ở đây đấy, đúng không? Đã, chúng ta cùng xem lại tí nào. Gia ra vút liền na thì nói sao? Mì nhá ra vút liền là tươi ra vút xà xa. Chị bé ra vút xa xa Chị bé ra vút xà xa ôn ra vút giòn. Y vô ra vút ra Y vô, đúng rồi, ôn thì thành y vô. Ăn ná ra vút tà nhá. vô ra vút tái Y vô ra vút tà nhá, khá rồi. Mươi ra vút Antoni Andrei. Lát chặt lát an tôn đi Нас an tôn зовут đây Антони Андрей, хорошо. Вы зовут Наташа? Вас зовут Наташа. Вас зовут Наташа. Они зовут Катя. Их зовут Их зовут Катя. Катя. À, vậy thì trong câu này, ở trên này, câu trong phần 1 này nó khác câu trong phần 2, phần 3, phần 4 của chúng ta, đó là trong câu có động từ. Được chưa nào? Khi trong câu có động từ ra bút thì các đại từ nhân xưng phải nằm ở cách 4 và nó làm bổ ngữ cho động từ này. Đồng ý chưa? Thế thì như vậy là gì? Nếu như trong câu dưới này nó không có động từ thì chúng ta sẽ không thể sử dụng đại từ nhân xưng ở cách 4 được. Bởi vì cách 4, tại sao nó khi nào cách 4? Nó ở cách 4 khi mà có động từ nó đòi hỏi như vậy. Nhưng bản thân chúng ta mà không có động từ thì nó cũng chẳng đòi hỏi cái gì cả. Các bạn không em? Đấy. À đó. Thì có nghĩa là ở dưới này chúng ta sẽ hoàn toàn dùng ở cách 1. À, thế vậy thì dưới này chúng ta đã có một cái câu giải thích là gì nào? Dùng đại từ sở hữu, trên này là dùng đại từ nhân xưng, bởi vì sao? Có động từ ra vụt. Đấy. Bên dưới này không có động từ thì chúng ta sẽ dùng đại từ sở hữu để mở rộng cho danh từ đứng sau chúng. À, thế vậy thì ya ở đây chúng ta không thể dùng mi nha được,
mà chúng ta phải dùng gì? Nóng. Maya, à, Maya, bởi vì sao? Danh từ familia là danh từ giống gì? Giống cái. Được chưa? Nó là danh từ giống cái có đuôi gì đây? Đuôi ya. Yeah. Cho nên là môi chuyển thành Maya. Maya familia Petrov. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy người ta cho một loạt các danh từ familia, 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 familia. Đấy. À, thế em sẽ đặt câu hỏi thầy ơi, sao nó cứ cho familia làm cái gì? Thế sao không cho danh từ khác đi? Đấy. À, người ta cho các danh từ giống nhau để chúng ta rèn luyện một kỹ năng. Chúng ta sẽ nói riêng cái từ này thôi. Maya tươi thành gì? Tươi Maya. Thành Maya. Đấy. Ôn thành gì? Ivo. Da. Anna thành gì? Iyo. Đúng nào. Vui thành gì? Vasha. Đúng nào đấy. Thế vậy thì ở đây chúng ta rèn một kỹ năng nói các đại từ sở hữu ở giống cái. Maya familia Petrov. À, đúng không? Em đọc tiếp nào. Tvaya làm sao? Tvaya familia Ivano. Đúng rồi. Ivo. Ivo familia Smith. Smith. Đúng rồi. Iyo. Iyo familia Ivanova. Nova. Đúng rồi. Vasha. Vasha familia Makarov. 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 À, хорошо. Vậy thì ở trên này chúng ta có danh từ đó là danh từ giống cái thì Maya. Thế bây giờ ở dưới này chúng ta xem danh từ Otchestva đó là danh từ giống gì? Giống chung, Anno. Giống chung. Giống chung thì nó sẽ là Anno, đúng không nào? Đấy. Nếu nó là giống chung thì nó là Anno thì chúng ta sẽ nói sao? Ia thành gì? Mayo. Mayo Otchestva, хорошо. Tươi thành gì? Tươi. No. Tvayo. Tvayo Otchestva, đấy. Хорошо. Tiếp theo ôn thành gì? Ivo. Anna thành gì? Iyo. Хорошо. Vui thành gì? Vashe. Đấy. À, chúng ta cùng nhau đọc là Mayo Orchestra. Mayo Orchestra Ivanovich. Нет, đọc là Ivanovich. Ivanovich. Mayo Orchestra Ivanovich. Хорошо. Твоё отчество? Твоё отчество Петрович. Пи, да, không đọc Пи, đọc Пи. Петрович. Петрович. Хорошо. Его отчество? Его отчество Александр. Александрович. Хорошо. Её отчество? Его отчество Петровна. Đây chúng đọc là gì nào? Iyo. À, đúng không nào? Em đọc Ivo là thầy nghe thấy ngay, thấy là thầy biết là sai ngay rồi chứ. À đó. Thế cho nên là gì? Bởi vì sao đây là Anna thì phải là Iyo. Đấy. Tiếp theo là Vashe. Vashe Baris. À ha, хорошо. Так, хорошо. Bây giờ chúng ta lại có danh từ imя xác định. Đầu tiên muốn nói với danh từ này chúng ta xác định đó là danh từ giống gì? Giống chung. Vậy ya thành gì? Mayo imя. Đấy. Tươi thành gì? Tvayo imя. Саша. Хорошо. Он thành gì? Ivo. Anna thành gì? Iyo. Vui thành gì? Vashe. Vashe imя Lena. Như nào? Đấy. À đúng không? Đất của đất. Có phải không? Bố ta хорошо. À thế vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng là nếu danh từ giống cái sẽ có định dạng Maya Tvaya Vasha. À nếu danh từ giống chung có định dạng Mayo Tvayo Vasha. Thế còn ba cái đại từ Ivo, Iyo, Iv thì hoàn toàn không thay đổi. Thì chúng ta không cần quan tâm đến nó đấy. À vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thực hành xong cách biến đổi của đại từ sở hữu và đại từ nhân xưng. Lưu ý rằng đại từ nhân xưng ở đây thông thường ở trong câu có động từ như nào đấy. À đó. À có phải không? Thì nó sẽ là đại từ nhân xưng ở cách 4. Chúng ta cùng xem bài học bài tập mới nào. Bài tập mới của chúng ta ở đây có điều gì thú vị nào? Trong bài tập mới này chúng ta có hai đại từ môi Maya. Đúng không? Nó chỉ có hoặc là môi hoặc là Maya. Đấy. À môi thì là đi với giống đực, Maya đi với giống cái. À, chúng ta làm câu thứ nhất. Кто это? Em làm nào?
Это моя подруга, да? Как зовут Лена? Меня зовут Лена. А, em lấy меня ở đâu ra? Tên, tên. Меня. Tại sao lại меня? Меня đó là từ đại từ gì ra đấy? Đại từ nhân xưng cách 4, cách 4. Đại từ nhân xưng cách 4, меня nhưng xuất phát tương đương đại từ gì ở cách 1? Cách 1, cách 1. Меня, меня. Меня là cách 4 thì ở cách 1 là gì? Я. Thế tại sao em lại tự dưng lấy я ở đây ra? Em lấy dựa trên nền tảng nào mà em lấy я ở đây? Nó phải có lý do của nó. Nó, tại sao nào? Hả? Không không nói được đúng không nào đấy? Hả? Ừ. Không biết đâu cả nhưng mà cứ quen mồm thì nói меня thôi. Nhưng trên nền tảng của chúng ta đây cơ sở đây là gì? Это моя подруга. Đây là cô bạn gái của tôi. Tên cô ấy là Ее зовут. Có phải không em? À, có thấy sự logic chưa? Đây là một cô bạn gái của tôi. Tên cô ấy là Lena. Đúng chưa? À, thế bây giờ nói đây là cô bạn gái của tôi tên là Lena thì nó có hợp lý không? Không hợp lý. Đấy. À, thế vậy thì phải là gì? Ее зовут Lena. Nhớ chưa nào? Đấy. Bây giờ chúng ta thử làm câu thứ hai thì nó sẽ rõ ràng ngay này. Кто это? Это преподаватель. Nó dùng đại từ gì? Môi hay Maya? Môi. Bởi vì sao? Preparation là danh từ giống được. À, thế vậy thì ở đây sẽ là gì? Зовут Николай Петрович. Иво. Иво. À, Иво, đúng rồi. Bởi vì sao? À, nếu là đây là bạn gái thì là Иво, đây là đàn ông thì là Иво, cứ thế thôi mà nói. Đây là bạn gái, đây là коллега thì là Иво, đây là студент thì là Иво, đây là мать, bà mẹ thì là Иво, đây là студентка thì là Иво, thì còn đây là я, nhìn thấy я này thì lúc đây nó mới là mình nhỉ, anh chị này. Đấy, chúng ta làm câu thứ ba nào. Это коллега. Это моя коллега. Моя коллега. Đồng nghiệp, đồng nghiệp. Nó. Зовут Ольга Романова thì ở đây là gì? Его hay là Его? Его à? Его này à? À, nào chúng ta nhìn nào. Đồng nghiệp, đồng nghiệp, đồng nghiệp. Đồng nghiệp đây là đàn ông hay đàn bà? Nó. Đây là danh từ giống cái hay giống đực? Коллега là danh từ giống cái. Giống cái. Giống cái thì đây phải là Иво là gì Иво? Иво, 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 Иво. Иво, đúng là đấy. À đó, cứ là giống cái thì là Иво, đàn ông thì mới là Иво được, hiểu chưa? Nhớ chưa? Đấy. À nhớ chưa nào? Tức là cái phản xạ của các em chưa có. Nhưng mà các em mà nói sai cái lập tức mình thấy ngay, bởi sao nếu mà nói đàn bà thì làm sao mà là Иво được? Hiểu chưa? Đấy. À bây giờ nếu mà em, nếu đây là em giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp của tôi, anh ta tên là Olga Romanova, có đúng không? Cô bạn đồng nghiệp thì không thể nói anh ta tên là Olga Romanova được, đúng không? Có phải không? Đây là cô bạn đồng nghiệp của tôi thì cô ấy tên là, mà cô ấy thì phải là Иво, nhớ chị chưa? À, à bây giờ đã tìm thấy cái sự logic đó chưa nào? Thấy rồi, bây giờ làm câu thứ tư nào. Tôi phải tới Eter. Это мой студент. Мой студент. Его зовут Чи. Хорошо. Кто это? Это? Это моя мать. Моя мать. Ее зовут Татьяна. Хорошо. Ее, да? А кто это? Это? Это моя студентка. Моя студентка. Ее. Ее. Ага. Кто это? Это я. Я thì sao? Я. Thì là Иво hay là Иво? No. Đây là tôi. No. Đây là cái gì ở đây này? No. Chọn phương án gì nào? Victor, tôi là Victor. Иво.
Evil. Evil hay là gì nhỉ? Victor, Evil, Thế xem kỹ lại nào. Đây là tôi. Thì sao nào? tên Tiếp tôi theo là nhỉ? Victor, Tên tôi là Victor thì nói sao? Là Mi nha. Đấy, Ya thì thành Mi nha. Đấy, đúng không? À, tác của đấy chưa? Thế vậy thì ở đây chúng ta phải thoát khỏi cái sự ràng buộc. Phải thoát khỏi sự ràng buộc và chúng ta phải liên hệ đến nội dung cái ngữ nghĩa của nó, chứ đừng có lấy những cái mẫu câu ở trên này ép vào. Хорошо. Так, хорошо. Mình hỏi bạn lại bạn, bạn trả lời кто это? Это моя, брат. Как Его её зовут? зовут? Гена. А, кто это? Это мой, преподаватель. Его зовут Николай Петрович. Петрович, хорошо. Кто это? Это моя, коллега. Его зовут... Ольга Романова. Он Романова. Хорошо. Кто это? Это мой студент. Его зовут Стив. Чиз. Хорошо. Кто это? Это моя мать. Его зовут Татьяна. Татьяна. А, кто это? Это моя студентка. Ее зовут Мата. Мата. Хорошо. Кто это? Это я. Меня зовут Вита. Хорошо, vậy thì vừa rồi chúng ta làm xong bài tập này rồi. Bây giờ chúng ta lại xem bài tập tiếp theo nào. Trong bài tập này, người ta sẽ hỏi chúng ta này. Các chị đã ra vụ. Trả lời sao? Tên là gì? Tên là gì? Các chị đã ra vụ. Nói nào. Các Mình nhà chị ra vụ. Nào, các chị đã ra vụ. Меня зовут. Tự nói đi, tự trả lời đi. Người ta hỏi em đấy. Em tên là gì? À, меня зовут Phương, меня зовут Аня. Ví dụ vậy. Как твоя фамилия? Họ của bạn Как твоя фамилия? Моя фамилия. Хуан. А, хорошо. Моя фамилия Nguyễn. Моя фамилия Хуан. Các твое отчество? À, chúng ta sẽ hỏi. Tên, tức là tên điện theo cha của bạn là gì? Tên điện theo cha người Việt Nam không có, cho nên chúng ta sẽ nói là У меня нет отчества. У меня нет отчества. Đấy. У меня нет отчества. Từ преподаватель, từ студент. Cậu là, em là thầy giáo hay là em là học sinh? Nói sao? Да, я студентка. Я студентка. Да? Да, я студентка. Đúng chưa? À, thế bây giờ thầy hỏi lại trả lời nào. Как тебя зовут? À nhỉ. Nó nói Phượng được, nói tên tức là Phượng được, tôi nói đây nói ở trong này cho nó dễ nói. Меня зовут Аня. Как твоя фамилия? Моя фамилия. Nguyễn или Hoàng? Đấy. Как твое отчество? У меня нет отчества. Хорошо. Ты преподаватель или студент? Да, я студентка. Я студентка. Хорошо. À, đó, thế vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc câu rất quan trọng của chúng ta. À, nếu chúng ta bán hàng thì chúng ta rất cần cái cấu trúc câu này. Thế còn cấu trúc câu này không những thế còn dùng trong đời sống, đó là cấu trúc ai có cái gì. Đấy. Ai có cái gì người ta sẽ hỏi. U kavo есть. À, u kavo đó là cái gì nào? Chúng ta nhìn thấy này, cấu trúc này. U mi nhá, u chi bá, u nas, u vas, u nhì vô, u nhì vô, u như. À, các em bảo thầy ơi, cái này trông quen quen này. Nó là cái gì vậy? Đây là cái gì đấy? Hả? Đây là cái gì? À, đại từ nhân xưng các bạn em. Đấy. Đại từ nhân xưng mà chúng ta đã học cách 4 nó giống hệt như này. Đúng không? Thế nhưng mà tại sao thầy lại ghi đây cách 2? Bởi vì sao? À, chúng ta sẽ có các đại từ nhân xưng ở cách 4 và cách 2 giống hệt nhau. Tức là gì? Chúng trùng lặp với nhau, anh chị. Đấy. Nếu như chúng ta đã học thuộc cách 4 rồi thì coi như chúng ta đã học thuộc đại từ nhân xưng cách 2 rồi.
Thế thì các em sẽ đặt câu hỏi và thế thì làm sao biết nó là kênh 2 hay là ở kênh 4, đúng không? Kênh 4 của chúng ta nói sao? Mì nhá ra vụt, chì bé ra vụt. À đúng không? Thế nhưng mà kênh 2 của chúng ta thì có cái gì đây? U mì nhá, có giới từ u đứng ở đằng trước. Em hiểu chưa? Đấy. À thế vậy thì nếu như có giới từ u đứng ở đằng trước, đại từ nhân xưng này, thì đó chúng ta biết đó là ở kênh 2. À em hiểu chưa? Thế vậy thì cấu trúc câu của chúng ta đây là cấu trúc câu hoàn toàn mới. Nếu như đại từ nhân xưng ở kênh 4 dùng để hỏi gì? Hỏi tên. Thì đại từ nhân xưng ở kênh 2 dùng để làm gì? Để nói sở hữu. Ai có cái gì? Tôi có cái một ngôi nhà. Chúng ta sẽ dùng từ có. Yes. У меня есть дом. Thấy chưa? У меня есть дом. У меня есть квартира. У меня есть квартира. Đúng chưa? У тебя есть квартира là gì? Квартира là gì? Hả? Là căn hộ. Là căn hộ. Thấy chưa nào? Đấy. Các em ở Nga các em hay nói kva. Là chẳng qua các em nói tắt cái chữ đầu thôi. Còn câu đủ của nó phải là квартира. Đồng ý không? Tiếp theo nào? À, tôi có một căn phòng. У меня есть gì нào? Комната. Vậy thì chúng ta có chữ yes để chúng ta đọc nó như thế nào? Ừ? Nó đọc như thế nào nào? Chúng ta sẽ đọc chữ yes này nhé. Tả khả sốc. Đấy. Nó đọc nào? Thì đọc nào. Yes. Đó là gì nào? Yes. Yes. À, thế đọc đi nào. Yes. Đúng rồi, đấy. Đó. Em phát âm tốt đấy, đấy. À, thì bây giờ sẽ nói tôi có một ngôi nhà nào. У меня есть дом. У меня есть дом. À, đấy, em chỉ nói yes thôi, em không nói sợ. Yes. У меня есть дом. Giờ đấy. Bây giờ nói tôi có một căn hộ nào. У меня есть квартира. Ага, đúng không? Tiếp theo nào. Тôi có một căn phòng. У меня есть комната. У меня есть комната. Đấy. Tiếp theo nào. У меня есть книга. У меня есть книга. À, tôi có một quyển sách. Thì nghĩ ra là quyển sách đấy. Tôi có một cửa hàng nào. Nói tôi có một cửa hàng nào. Magazine. Đấy. Đấy. À bây giờ nói tôi có một gia đình. Семья. Семья. Đấy. У меня есть семья. Да, хорошо. Tiếp theo là tôi có một người em trai. Брат. Ага, đấy. Tôi có một cô em gái. Sistra. Tôi có cha mẹ. У меня есть. Cha mẹ là gì? Родители. 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 Đó là cha mẹ. Thấy chưa? Cả cha cả mẹ. У меня есть родители. À, tôi có ông bà nè. À, tôi có ông bà nè. У меня есть дедушка и бабушка. À, vậy sai, nói sai trọng âm theo kiểu người Nga, người Việt Nam ở Nga nói. Trọng âm của chúng ta là gì nào? Дедушка. Дедушка. Бабушка. Бабушка. Да? Бабушка. Ага. Красивая одежда. Câu dưới nào. Красивая одежда. Одежда. Одежда là gì đấy? Quần áo. Quần áo. À, красивая là gì? Quần áo đẹp. À, tôi có quần áo đẹp. Đấy. Bây giờ nói cả câu tôi có quần áo đẹp nào. Yes. Красивая одежда. Đấy. À, у меня есть красивая одежда. Так, хорошо. Хорошо. Đấy. À, так. Thế bây giờ chúng ta thấy vừa rồi chúng ta đã nói với một đại từ và những cái danh từ ở bên này. Thì những danh từ này chúng ta thấy là gì? Các danh từ này đều ở cách 1. Tức là gì? Nguyên bản nó trong
Trong từ điển như thế nào lôi ra để đúng như vậy. Chúng ta muốn nói chúng ta có cái gì, chúng ta hãy tra từ điển xong để nó vào đây là xong. Được chưa nào? Đấy, хорошо. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng học nói với các đại từ bên này. Em nói theo thầy. У меня. У меня. У тебя. У тебя. У нас. У нас. У нас. У вас. У вас. У вас. У него. У него. У нее. У нее. У них. Них, được chưa nào? Đấy. À đó, thế vậy thì vừa rồi chúng ta cùng nhau xem xong cái phần này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói chúng ta có cái gì đây nào. À, bây giờ em nói tôi có cái gì đây? У меня есть. Зон. Đúng rồi, đây có cái gì đây nào? У меня есть платье. À, có cái gì đây nào? У меня есть майка. Майка, đúng rồi, chúng ta có cái khăn vuông thì chúng ta gọi là платок. Платок. À, xin nói tôi có cái khăn vuông nào. У меня есть платок. Хорошо. Có cái gì đây nào? Váy. У меня есть юбка. Юбка. Хорошо. Юбка. Хорошо. А что это? Có cái gì đây nào? У меня есть шапка. Шапка. Хорошо. Chúng ta có từ này nào. У меня есть рубашка. У меня есть рубашка. Đấy. У меня есть рубашка. Хорошо. À, thế vậy thì chúng ta cùng đọc lại theo thầy nào. Зонт. Зонт. Платье. Платье. Майка. Майка. Платок. Юбка. Юбка. Шапка. 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 Рубашка. Рубашка. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi xem Mai có cái gì đây nào. À, chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ nói theo những cái hình lúc nãy mà chúng ta có rồi nhé. Chúng ta tưởng tượng những cái hình đó ra nhé. Thầy đọc một câu, em đọc một câu. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть одежда? Да, да. Конечно. Чем так это? Конечно. Конечно. Конечно, да? А чем так это? Да. Конечно. Конечно, да? Так вот. Конечно. Конечно. Конечно, да? Конечно. Конечно. Так. Вот. Конечно. 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 Конечно, да? Так вот. Хорошо. Ну. А, так, знай как оно. Да, конечно, у нас есть. У нас есть одежда, да? У нас есть одежда. Хорошо. У вас есть юбка? Да, у нас есть красивая юбка. Красивая юбка. У нас есть красивая юбка. Хорошо. А, так вот, и тяна. Так, у вас есть шапка? Да, у нас есть шапка. У вас есть зонт? Да, у нас есть зонт. У вас есть рубашка? Да, у нас есть рубашка. А рубашка красивая? Конечно. Она красивая. Красивая. А где у вас юбка? Это красивая юбка. Это красивая юбка, да? Хорошо. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong đó là đoạn đối thoại này của chúng ta đấy. Đoạn đối thoại này dựa trên nền tảng các từ mới của chúng ta ở đây. Được chưa nào? Đấy. Хорошо. Và chúng ta sử dụng cấu trúc câu đó là ai có cái gì. Đồng ý chưa? Хорошо. À, thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong một phần bài học của chúng ta trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần bài học mới của chúng ta. Trong phần bài học mới này chúng ta sẽ có đầu tiên là phần từ vựng đấy. Chúng ta cùng xem phần từ vựng của chúng ta. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có từ vựng như thế này và chúng ta sẽ có phiên âm nhé. Trong từng phần một chúng ta sẽ có 24 đơn vị từ vựng mới này. Chúng ta có câu này. Давайте, đọc này. Давайте познакомимся.
Và chúng ta cùng làm quen nào đấy, chúng ta cùng làm quen nào. Давайте познакомимся. Em nói nè. Давайте познакомимся. Мимся. Мимся. Đây là мим, mấy мим hình мим, мим. Познакомимся. Được chưa? À ha. Давайте познакомимся. Мимся. Chúng ta cùng làm quen nào. Семья. Семья. Gia đình. Родители. Родители. Cha mẹ đấy. Cái từ này chúng ta đọc vậy đấy. Родители. Отец. Отец. Đó là người cha. Мать. Мать. Đó là người mẹ đấy. Đấy, đúng không? Муж. Муж. Đó là ông chồng nhé. Жена. Жена. Đó là bà vợ nhé. Дети. Дети. Đó là các con nhé. Сын. Сын. Con trai nhé. Дочь, дочь, con gái nhé. Брат, брат, anh em trai nhé. Сестра, сестра, chị em gái nhé. Đúng không? Một tập đấy. Có phải chưa? Đấy. À, chúng ta cùng xem lại nào. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Семья. Семья. Родители. Родители. Отец. Отец, мать, 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 муж, 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 жена, 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 дети, 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 сын, 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 дочь, 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 брат, 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 сестра, сестра. Chúng ta bây giờ để ý từ муж. Từ муж, cuối cùng муж. Chúng ta đọc như thế nào? Phát âm như thế nào? Муж, đây муж. Là sợ. Thấy chưa nào? Đấy. Муж. Муж. Хорошо? Муж. Chúng ta cùng nhau xem tiếp phần từ vựng thứ hai. Chúng ta có những từ như sau. Em đọc đúng trọng âm. Nhấn mạnh vào âm tiết thứ nhất. Бабушка. Đấy, đóng sai rồi. Biết là sẽ nói sai. Đấy. Đại đa số các em người Việt Nam ở Nga đều nói sai từ này về trọng âm. Các em đều nói trọng âm бабушка. Nhưng thực tế thì là бабушка. Ba và đọc là không đọc bu mà đọc bù. Ba bushka. Bushka. Ba bushka. Bushka. Ba bushka. Nói nào. Ba bushka. Đấy. Và âm bu này nói ngắn thôi. Các em nói dài à, là sai. Bushka. 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 Dushka. Dushka. Em nói theo thầy nào. Bush. Em nói theo thầy nào. Bushka. Бушка. Бушка. Душка. Душка. Бабушка. Бабушка. Дедушка. 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 А, деду. Em nói деду. Em nói là du là âm Nga. Thầy nói du. Du là có âm huyền. Дедушка. Бабу. Бабушка. Dạ đấy. À, đúng không? Thế còn các em không nói là bù mà các em nói là bú. Бабушка, дедушка, đầu đu sắc đu, bầu sắc bú, hiểu chưa? Tiếng Việt nguyên tắc nó phải là bù, bầu đu huyền bù, đầu đu huyền đù, hiểu chưa đấy? À, vậy thì бабушка, đấy đi. Бабушка, дедушка, дедушка. À, đúng rồi, đấy thì nào đấy? À, thế trong tiếng Nga nó có sáu âm sắc, cho nên là rất là dễ trong cái việc nói tiếng Nga đấy. Chúng ta có từ cháu trai внук. Внук. Đấy, cháu gái внучка. Внучка. À, tiếp theo nào, cháu trai của gọi bằng cô chú племянник. 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 Thế nào đấy? Cháu gái của cô chú là gì? Племянница. 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 Đấy. À, cô gì bác gái nào? Тётя. Chua chả. Đấy. À, ông chú nào? Dạ dạ. Dạ dạ. Con chó? Sà bà cả. Con mèo? Cô cả. Cô sơ sơ sơ. Cô sơ sơ. Đã. Gờ dê. Ở đâu? Gờ dê. Ở đâu đấy? Gót. Gót. Ở đây. Thế chứ nào? Gót. Rồi. Đấy. Thế vậy thì ở đây chúng ta cùng nhau xem xong cái phần bài này. À, em về chịu khó luyện tập lại nhé.
À đó, bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang đoạn đối thoại thứ nhất của chúng ta. Trong đoạn đối thoại này chúng ta sẽ có những câu rất đơn giản. Nhưng chúng ta có một vài cái tên chúng ta cần đọc trước này. Em đọc theo thầy. Natasha. Natasha. Tatiana. 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 Đọc nhiều lần nào. Tatiana. 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 Ông tên là Mikhail Ivanovich. Mikhail Ivanovich. Đấy. Thế còn trên thực chất nếu mà như các em không quan trọng thì chúng ta chỉ cần đọc Ivozavut Mikhail. Thế là xong này chứ nào đấy. À thì còn bà tên là Nina. Y Anna Nina hoặc là Ivozavut Nina. Đấy. À chúng ta sẽ viết câu này là Ivozavut Nina. Đồng ý chưa? Rồi số. Đấy. À chúng ta sẽ viết nào. Ivozavut Nina. Rồi số. Đấy. Đấy. Viết là Iyo Iyo Zabut Nina. Iyo Zabut Nina. Iyo Zabut Nina. Đó. Thế là chúng ta đã thay được cái phần tên rồi. Đó. Хорошо. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Em đọc cho thầy. Меня зовут Наташа. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Это моя семья. Наташа, кто это? Наташа, кто это? Кто это? Это моя мама. Это моя мама. Её зовут Татьяна. Её зовут Татьяна. Татьяна. А это твой отец? А это твой отец? Нет, это мой дедушка. Нет, это мой дедушка. Дедушка. Его зовут Михаил. Михаил. А где твоя бабушка? А где твоя бабушка? Бабушка. Ba, à, không tự tin cho nên là không dám nói. Đấy. À, tên bà là gì? Бабушка. Бабушка. А, это моя бабушка. А, где твоя бабушка? Вот она. Она. Вот она. Вот она. Вот она. Её зовут Нина. Его зовут Нина. А, nếu mà Anna thì làm sao mà nếu mà Anna thì làm sao mà ra vút Ivo được hả? À phải là Ivo vậy nói sao? Ivo ra vút nhìn à? Hả? Ivo ra vút nhìn à? Đấy. Ivo ra vút nhìn à? Хорошо. Chúng ta nói tiếp nào. Так, а где твой отец? А где твой отец? А где твой отец? Это trả lời nào. Вот он. Вот он. А, вот và он thì đọc là вот он. Вот он. Его зовут Антон. Его зовут Антон. Đấy. Вот она. Вот она. Вот она. Nghĩa là đấy. Вот она. Его зовут Нина. Đấy. Nina. Đấy chưa? Đấy. Chúng ta cùng đọc lại nào. Меня зовут Наташа. Меня зовут Наташа. Наташа. Это моя семья. Это моя семья. Наташа, кто это? Наташа, Наташа, кто это? Это моя мама. Это моя мама. Мама. Ее зовут Татьяна. Ее зовут Татьяна. А это твой отец? А это твой отец? Отец? Нет, это мой дедушка. Нет, это мой дедушка. Его зовут Михаил. Его зовут Михаил. Михаил. А где твоя бабушка? А где твоя бабушка? Бабушка. Вот она. Вот она. Ее зовут Нина. Ее зовут Нина. Нина. А где твой отец? А где твой отец? Вот он. Вот он. Его зовут Антон.
Evil Javut Anton. À thế em để ý thấy thầy đọc đây là gì? Votanna. Votanna. Votanna, votôn. Votan. Votôn và đây là gì? Già vụt tam Javut. tam tôn. À thấy chưa đấy? Tập Tờ đây liền sang A đây. Javut Y vô già vụt tam tôn, tàn tôn chứ không phải già vụt an tôn nhé, mà đọc là già vụt an tôn thì cũng được, đúng không? Thế nhưng mà khi đọc nhanh nó thành gì? Y vô già vụt tam tôn. Tam tôn. À đúng không? Vẫn tạm vẫn tết. Хорошо. À thế nhưng mà chúng ta nói như thế thì cái việc nối âm nó sẽ là nó làm cho cái lời nói tự nhiên như thế nào. Bây giờ thầy sẽ hỏi và em sẽ trả lời. Đấy, tức là thầy sẽ nói một câu, nói một câu. Thầy nói trước này. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Это моя мама. Ее зовут Татьяна. Нет, это мой дедушка. Его зовут Михаил. Вот она, ее зовут Нина. А где твой Вот он, его зовут Антон. Bây giờ em nói trước nè. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Ага. Хорошо. Наташа, кто это? Это моя мама. Ее зовут Татьяна. Татьяна. Ага. А это твой отец? Нет, это мой дедушка. Его зовут Михаил. А где твоя бабушка? Вот она. Ее зовут Нина. А где твой отец? Вот он, его зовут Антон. Его зовут Антон, да? Его зовут Антон. Хорошо. Его зовут Антон. À, đúng không? Như vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong một đoạn đối thoại của chúng ta đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua đoạn đối thoại thứ hai một chút nào. Trong này xem có điều gì thú vị. Ở đây chúng ta sẽ xem đoạn đối thoại này trước, bởi vì đoạn đối thoại của chúng ta ở đây sẽ có những cái dễ hơn nó tạp hơn. Chúng ta cùng xem nào. Trong đoạn đối thoại này chúng ta có cái gì nào? Nó, em đọc đi nào. Так. Здравствуйте. Đọc nào. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Ага, да? Хорошо, мы сейчас тебе на. Меня зовут Антон. Моя фамилия Петров. Петров, да. Очень приятно, Антон. А меня зовут Наташа. Да. Моя фамилия Макарова. Карпа. Макарова. Моя фамилия Макарова. Карпа. Наташа. Наташа. Это ваша семья. Да. Это мой дедушка и моя бабушка. Sai rồi. Sai đi chưa nào? Thấy sai chưa? Это мой дедушка. À, chứ không phải дедушка. Đấy, em nói дедушка. И бабушка. Thấy chưa? À, em không nói đu, đầu đu sắc đu. Mà đầu đu huyền đu. Дедушка и бабушка, да? Бабушка. Ага, хорошо. Да, это мой дедушка и моя бабушка. А это мой дядя, да? Дядя. Да? Да. Как? А как его зовут? Да. Его зовут? Дмитрий. Ага, он? Он преподаватель. Преподаватель. Хорошо. А кто это? Это моя сестра. Она. Ее дочка. Мама. Мама. Моя. Дочка Маша. 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 Мама моя. Маша. 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 Моя племянница. Маша, моя племянница. Племянница. Ага. А это ваш брат? Да. А это брат. Ваш брат? Нет, это мой друг Андрей. Андрей. Он студент. Хорошо, очень газик нам.
Здравствуйте, давайте познакомимся. Chúng ta dịch thế nào? Xin chào. Xin chào. Tôi muốn làm quen. Chúng ta cùng làm quen nào. Tên xin chào. Tôi là Anton. À, chúng ta có từ da vai che kia có nghĩa là nào, chúng ta cùng làm quen. Đấy, chúng ta cùng làm quen. Chưa? Đấy, dạ. Dạ. Tiếp theo nào. Tôi tên là Anton. Tôi là Anton. Họ của tôi là Petro. Rất vui được làm quen. Anton. Tôi tên còn tôi tên là Natasha. Natasha, da Maya familia. Họ của tôi là Makarna. Makarna. Natasha. Natasha. Семья. Gia đình của đây là gì? Đây là gia đình, À, của bạn. Đây là đấy. Gia đình là gia đình của bạn. Đây là gia đình của bạn. Trả lời sao? Da, Eta Maya, Eta Mui. Đây là ông của ông tôi. Của tôi và bà của tôi. Của đấy. Tôi. Còn đây là chú của tôi. Chú của tôi. Tiếp theo nào. Ông ông ấy tên là ông ấy tên là chú các no. Chú tên ông ấy tên là gì? Các Ivo Zavut. Ông chú tên là gì? Ivo Zavut Dmitri. Tên là Dmitri. Ông ấy là preparavachen. Ông ấy là giảng viên đại học. Giảng viên. Кто это? Это моя сестра Анна и ее дочь Маша. Дочь Маша, да? Маша моя. Маша моя. Племянница. Чао. Племянница, да? А это ваш брат? Чао. Нет, это мой друг Андрей. Да? À, đây là còn đây là sao? Đây là anh trai của cậu à? Đấy, không, đây là người bạn trai của tôi. Đấy, anh ấy là sinh viên đấy. Все понятно, да? Все понятно, хорошо? Так вот, ну вот, это значит, мы уже познакомились с этим диалогом. Теперь мы почитаем. Mình đọc một câu, bạn đọc một câu nào. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Антон. Моя фамилия Петров. Очень приятно, Антон. Меня зовут Наташа. Моя фамилия Макарова. Макарова. Наташа, это ваша семья? Да, это мой дедушка. Lại sai rồi, lại дедушка. Та-та-та. Та-та-та, дедушка, дедушка, та-та-та. Hôm nay về cứ luyện đi luyện lại nhé. Та-та-та, дедушка. Nào, nào nghe thầy nói nè. Bình tĩnh nghe, không đọc nữa nè. Bình tĩnh nghe thầy nói nè. Đọc nhé, xương âm nè. Та-та-та, дедушка. Та-та-та, бабушка. Та-та-та, дедушка. Cứ ngồi đọc như thế 4-50 lần. Nhé, đọc được 4-50 lần thì sẽ thành công, không đọc được thì sẽ không thành công nhé. Hai cái từ này mọi người ở Nga là cứ nói sai suốt về trọng âm, nghe rất là khó chịu đấy. Да, это мой дедушка и моя бабушка. Это мой дедушка и моя бабушка. Бабушка. А это мой? А это мой дядя. Дядя. Как его зовут? Дмитрий. Đánh vần này. Дмитрий. Дмитрий. Он преподаватель. А кто это? Это моя сестра Анна. Да. И ее дочь Маша. Хорошо. Маша моя. Племянница. А это ваш брат? Нет. Это мой друг Андрей. Он студент. Да? Хорошо. И вот и đến đây chúng ta thấy đó là gì? Đó là phần bài học ngày hôm nay của chúng ta nhé.
chịu khó luyện đọc nhé. Thầy sẽ gửi cho em toàn bộ phần vừa rồi và em luyện đọc. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Спасибо. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Anh do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Anh được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.